Nam mô A Di Đà Phật. Băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, theo đòi nghiên bút luận bàn tục tiên. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cúng chiên tu hành. Xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành cao kia. Gắn công trì niệm sớm khuya, thân tí còn tục tâm lìa cõi mê. Chỉ toàn dẻo giống Bồ Đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phan. Giải khuyên những kẻ ngộ biết câu lục từ dình đàn tứ ân. Ở trần sự chọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liền đài. Cầu cho mối đạo hoằng khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió vàng sương. Phật đài phượng phất mùi hương, cúi đầu đánh lễ cậy nương đức màu. Từ bi oai lực nhiệm sâu, độ con thoát chốn ưu sầu trần ai. Nam mô Thích Ca Như Lai, Ta Bà Giáo Chủ xin Ngài chứng minh. Dưới đây luộc ta sách kinh, cho trong nam nữ hữu tình thầy coi. Lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà. Tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham dòng, diệt thanh âm. Trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác chế dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm.
phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tịnh chi tu thân khỏi lạc lâm. Hào quang chư Phật rọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thương. Chuyên chú nghệ suy từ nét dấu, cổ công gìn giữ tánh thuần lương. Lòng quảng ái xót thương nhân chúng, bụi lố lăng Phật giáo suy đồi. Kẻ tu hành ai nỡ yên ngồi, mà sớm kể chiều kinh thông thà. Mình đã gặp con thiện bát nhã, có lý nào ích kỷ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, Ngài gắng sức ra công hoằng hóa. Nền đại đạo lưu thông khắp cả bậc tiên hiền, đều trọng Phật gia, rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, dòng bác ái gieo sâu vô tận. Sao nhằm bội phong trào tân tân đùa chàng theo, giặc chắc văn minh nên ít người khảo xét kệ kinh, được dắt chung hữu tình thoát khổ. Thêm còn bị lầm quen dòng tô, lời tà sư ngoại đạo gieo vào, cho nhân sanh trong dạ nóng nao, chẳng dình chặt gương xưa mạnh mẹ. Dùng thế lực dùng nhiều manh khoe, cảm dỗ người đặng có khiến sai, chúng nằm không hưởng của hoành tài, để khốn khổ mặc ai chối cậy. Mắt thấy rõ những điều tồi tệ tai thường nghe, lắm dòng ru người. Thêm thời này thế kỷ 20, cố xô xếp thần quyền cho hết. Người nhẹ dạ nghe qua mê mất, rằng nên dùng sức mạnh cạnh tranh.
được lợi quyền lại được gian danh. Bài xích kẻ tu hành tác phước, làng sống ấy nhiều người đón rước dục dân tâm soi nổi tràn trề. Cổ tục nhà phê bán khinh chê, cho tôn giáo là mùi thuốc phiền. Ai nếm vào ắt là phải nghiền, chẳng còn lo tràn gió đâu chinh. Lấy sắc thân dẹp đổi bất bình, bỏ đức tính của cầu nhân hòa. Dẫu ai có bệnh gan sắc đá cũng đồng lòng, trước cảnh ngửa nghiêng đạo diệu màu gặp lúc trưng chiên. Phận môn đệ phải lo dung quen, tầm sức nho còn làm nên kén. Người không lo có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng. Giới tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo hiệp cùng nhau truyền ba kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thanh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đồng dẹp bớt âm thanh sắc tướng lo chẳng hừng, Phật pháp mới là nói cho đời hiểu. Phật Thích Ca lòng tự giác xả thân tầm đạo, ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, nhân khoan cùng bổn đạo xa gần. Có một điều già trẻ ân cần là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Hồi thế kỷ khoảng trong thứ sáu trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, pháp giáo chưa biệt lập tam thừa, thỏa Trung Quốc nhà Châu chiêu đế. Bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La Vệ có đức vua tình phạn nhân từ, khắp thần dân lạc nghiệp an cư. Trên chúa thẳng tối ngay phò ta, đức hoàng hậu Ma Gia Phong nhà sắc đẹp giường ngọc thốt qua cười. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi đến trước bệ tâu cùng thanh thường.
rằng thần thiếp nhờ ơn chung hưởng của hoàng gia cũng được vinh quang. Kể từ nay thiếp muốn an nhàn, dưỡng tâm trí lần xa thế trượt, chẳng phiền kẻ hậu sao đón trước, chỉ chờ người ý hiệp tâm đầu. Xin một điều ở chốn long lâu, tập đức tánh khoan dung đại độ. Tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng ưa gần kẻ bạo ngang tàn. Thiếp cúi đầu ngưỡng vọng thiên nhan, phề cho thiếp những điều sinh ấy. Vua nghe xong dội vàng đứng dậy, bèn chuẩn y tỏ ý vừa lòng. Bà tâu thêm ở trước đền rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ khó, lòng yêu dân gì như con đò, tội giảm tha đói giúp cơm tiền, cứu dân nghèo trong lúc đảo điên, lấy đức rồng bùa trong ba tanh. Vua hứa chịu giúp người đói lành, bà lui về cung điện nghỉ ngơi. Đêm trăng thành gió mát thành thơi, tiết hòa thuận khắp nơi qua nở. Đức hoàng hậu trong lòng hớn hở, giấc chiêm bao bà thấy lạ lùng. Bạch tượng từ ở chốn không trung, bỗng xa xuống mình bà hối hả. Vừa tỉnh giấc mơ tiên mới lạ, khắp phòng quê thơm nức mùi hương. Bà ráo chân bèn bước ra giường, truyền thế dễ thành vua lai đao. Vua lại đến nơi qua thảo, lại gần bà sao rất quái kỳ. Tay chân bèn xuống rẫy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi. Tiếng thần tiên trên không ca trỗi, rằng ta mừng vua hữu thiện căn, sắp có con thế giới chẳng bằng. Sao người ấy lập nên đạo cả, vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng
Hoàng hậu Ma Gia, có việc chi vội vã dời ta? Kha nói lại đầu đuôi tường tất. Bà thật rõ chim bao trong giấc, xin vua dời ít kẻ bàn giùm. Các thầy bạn được linh vào cung, nghe xong xã tâu rằng điềm quý. Ngài thăm thoát đông qua hạ chi, bà trổ sanh thái tử đẹp tươi, mặt trang nghiêm khuy khoách hơn người. Vua cùng khắp thần dân mừng rỡ, họ thích ca từ đây cũng ngờ sẽ có người nối nghiệp hoàng gia. Liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta, cả triều chinh treo qua yên ầm. Có nhà sư cách thành mấy dặm, thường ở ăn trong sạch hiền từ, lòng thẳng ngay chẳng có gì tư, đời thanh tịnh dình theo đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ hiểu thiên cơ, thâu mối diệu là người Bà La Môn tiên, A Tư Đà tiên hiền tên Lào. Thời buổi ấy vua người đạo bèn vào chầu tâu trước bệ rồng, xin vua cho ông bước vào trong được ý kiến tử hoàng luôn thầy. Ông xem xong bỗng liền xa lệ, vẻ mặt buồn chẳng thốt ra lời. Thấy lạ lùng vua bước đến nơi, liền phán hỏi bảo ông phân rõ. Trước cung điện ông liền bày tỏ rằng, tử hoàng chừng được thành nhân, lìa đền đài khổ cực chẳng sờn, tìm đạo lý dắt diều sanh chung, ngài sẽ được thế gian ca tụng, chắc cả phần ngài quả Phật vẹn tròn. Buồn vì tôi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Cả hồng trần đau thương thông thiết, nhờ ngài mà viết nẻo luân hồi. Vô phước nên tụi bay phần tôi, chớ chẳng có điều chi lo ngài.
Đức Hoàng hậu đến ngày thứ bảy dứt nợ trần nên dội quy tiên. Có bà gì thay thế mẹ hiền dầm săn sóc trong nôm thái tử. Khi lần lên cho người dạy chữ lúc vào trường chẳng học mà thông. Bồi trưởng thành vua dân hằng mong cho thái tử đừng lìa cung điện. Hỏi triều đình các quan lựa tuyển nàng du gia được chọn kết hôn. Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn chọn cung phi mỹ nữ làm trò. Các đền đài lộng lẫy đẹp to, ngày ca múa đêm bài lời là lòng thái tử cũng không siêu ngã ra khỏi đền. Vua hoàng một khi buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tay nương gầy trông. Ngài xem qua lòng bèn cảm động, lần thứ hai thấy kẻ ốm đau. Xét cõi trần trong già héo xào, chi xiết nỗi nung đau cõi tạm. Lần thứ ba xe lìa khỏi trạm, được trông nhìn kẻ chết đang khiêng về đền đài, cảm xúc buồn riêng hằng đế trí tầm phương giải thoát. Lần thứ tư vừa đi dạo mắt bóng gặp người tốt đẹp trang nghiêm, nào về đâu trời đã ứng điềm. Giá tăng sĩ gợi lòng thái tử, ngài hiểu rõ ấy là phận sự phải xuất gia tầm đạo mau mau. Liền hoài xe trở lại lai trào, trên giường phụ lánh xa mùi thế. Vua buồn tham dùng lời khóc kể rằng cha già biết cậy nhờ ai, khuyên con nên ở chốn điện đài lo nói nghiệp sao tu chẳng muộn. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lẹn trốn vào rừng.
Lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xa sông pha bờ bụi. Ngày thọ ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì, trải bao khoẻn lao khổ xiết chi. Sao ngày đến gạch ni liền thuyền, thấy có qua cảnh bắc tham thiền, ngồi khổ hành 6 năm bên ấy. Đảo gần đất Mã Dương theo khuấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước phô trương độ chung. Ngài bèn xét ở trong Phật, chúng các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng giải tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chúng thuyết phương tình, độ đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, giàu tiên phàm ma quỷ xuất sanh, cứ như tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dương. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Xét coi trần sống khổ dạt trôi, vô lượng thứ ở trong thế gian. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Cảnh thanh minh sen bao nặng mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Vì phận ta rất yêu mến đạo, chẳng nể chi trí xiển tài sơn. Lấy lời xưa kết lại ít tờ, cho thiện tính rối nhàn xem xét. Giấc mai tâm giấc đều hờn ghét, ràng cần chiên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chi hướng
cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo khổ ta bà nhiếp lại tám phần. Bởi chúng sanh mạng lấy sắc thân, khổ thứ nhất sự sanh là gốc. Vào bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Bụi mẹ đau quyết kiệt hình thu, lúc mẹ đôi giường treo lòng bồng. Ta kể sơ những điều bi thống, mẹ no cơm chặt chọi khó khăn. Khi ra đời đau đớn vô ngần, cất tiếng khóc nếm mùi dương thế. Đoạn lão khổ thứ nhị sinh kể, từ trẻ thơ đến tuổi thanh nhân. Hết tráng cường đến lúc mòn thân, răng lần rụng lưng cong gối mồi. Nằm đi đứng đỡ nâng chống chọi thử nghĩ coi, lao nhọc cùng chăng. Đoạn thứ ba ma bệnh làm nhăn, đeo hành phạt xác thân ô quê. Bởi thời thế chuyện sai biến thể, thêm muốn ăn chẳng được điều hòa, là nguyên nhân căn bệnh phát ra. Thân trần cọc khốn mê nhức nhối, cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi, còn mang thêm tật nọ tật kia. Rồi từ đây đến lúc chia lìa, đoạn tử khổ thứ tư phần dài. Trên dương thế hữu hình tắc hoài, có sanh ra khổ hải đâu chừa. Trải bao phen dải gió dầm mưa, ngài kiệt sức quyển thân tan nát. Gần hấp hôi tâm thần sao xác, chỉ dẫn dơ kinh sợ vô cùng. Rồi mòn lần đến lúc lâm chung, dạ cõi tạm theo đường tội phước. Nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước, mà cũng không thoát lực tần quần. Dầu ẩn nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng chốn lanh tự thần cho khỏi. Đoạn thứ năm ngày suy
tìm tội cầu chẳng thành, nhân việc thích ham. Người trên đời ai cũng lòng tham, muốn phước thọ phẩm hàm tiền của. Nào vợ đẹp hậu sinh là lúa không được thì bực tức ưu phiền, cả tâm thần đều đứng đảo điên. Vậy có phải khổ hay là chăng? Đoạn thứ sáu biệt ly cay đắng, người mình thương bóng lại chia liền. Khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chua xót. Ở thế gian mấy gia đình đều đắm căn duyên, cơn nguy nghèo thân thể truân chuyên, kẻ lưu lạc người chờ trong mai. Cuộc tan hiệp hiệp tan ân ái, đến xong đời để lại sâu ương. Cái khổ này dầu lắm trí mưu, cũng chung chịu như người tâm tối. Đoạn thứ bảy khổ hoàng tăng hội, hãy thương nhau tất có ghét nhau. Thường tranh đua tiếng thấp lời cao, chẳng nhẫn nhịn thành ra cừu quán. Muốn tránh xa đừng trong tâm vàng, cứ gặp nhau mắt tựa kim châm. Làm cho người đau đớn âm thầm, khổ như thế diễn ra mãi. Đoạn thứ tám ô sầu lo ngại, cuộc tăng thương dẫu bể cảnh trần. Nghèo thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đôi liệu cơn nhà rách. Buồn duyên số phận mình nhớ sạch, gầu gia đình chúng bạn khinh cười. Giàu thì lo chen lấn với người, miệng cho được đầy rương đầy tu. Cô dương thể góp tâm bảo thù, sợ gian phi trộm cướp rình mò. Lo tước quyền cho được thơm tho, sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả. Ôi cả sang hẹn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm
sai. Chẳng tu thân đặng giữa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen bao. Thần thức nhập thai sen tinh hảo, nên khỏi màng lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bớt di dịch khỏi gì khổ lao. Thể thanh tịnh thường không quyên não, hết lo toan nắng lạnh gió mưa. Cổ bệnh kia bởi đó mà chừa, ta thoát cuộc lao đao vì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Tự thần kia đâu dám bắt hồn, thoát lừng chuyển khỏi đèo khổ tử. Cuộc y thật muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Trí nhạc nhìn cánh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Cả hai chúng thái đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đắng đo. Dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Chớ hòa thận cậy sao cho xiết tâm đồng nhau, thượng thiện vui dày. Cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã. Sẵn vậy ngôi rành phân thượng hạ, khỏi khổ cầu hoang ghét gặp nhau. Thân tâm thường trụ hết rạc rào, chắc thâu trượt tiêu tan mất cả. Coi tình độ lắm đều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chốn ta bà tìm lùng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Mau thức tình tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, dình giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ.
Việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tranh. Muôn tình đổ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kéo phụ Phật xương. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chung. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đạo phước thì nên quyết trao thân tánh hành cho bền, niềm ơn nghĩa toàn đền dứt nợ. Áo sen báo Tây phương đua nợ, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phá cả Bồ Đề vững chắc. Giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng. Thắng thất tình giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm. Thập tam ma diệt bằng tri kiếm, rứt xong rồi vô sự thành thơi. Biển hồng trần lao ly diệu vơi, xô đẩy mãi trong dòng ngũ trược. Thân hôi tanh mùi rồi đón rước, thêm nhọt u rẻ lắc phong cùi. Đâu lúc nào toàn vẹn yên vui, là kiếp trượt ta sinh cậy trước. Dòm việc quay ngắm đều bảo, ngược mắt trong vào những chỗ đê hèn. Nào được xem cảnh bao đài sen, nghe kiến chuột dài ra như vậy. Chỉ dặn dơ tưởng đó nhớ đây, thiết mưu kế toan bề thăng thôi. Ghi thù quán chưởng đều đáp đối, nên mà phiền não trượt đắm sai. Chuyển luân trong nhân vật các loài, căn mờ ám làm điều dại dột. Chúng sanh trượt ta đã kể nốt, còn thứ năm là mạng trượt chúng. Số giàu sang quả phước bằng cùng, giàu hoa nguyệt thung dung cầu thà. Ư
đẹp mắt mến điều mới lạ sáng quay quyền hối lộ gần xa nghèo á vua bỡ đỡ nịnh ta khó trộm cướp cũng là nhớ sâu nguyện cùng Phật dứt duyên trần câu phải trừ thêm thập ác quyền thân khuyên nữ nam suy nghiệm ân cần ác nơi khẩu nhất là lương thiệt với người này dùng lời tha thiết đến kẻ kia đâm thọc cho gây khá chừa đi hương đàn bớt rầy dùng sự thiệt giải bài tâm trí người choáng nhau tại mình gia gì mà cũng không hưởng được lời danh sao rõ ra chúng lại ghét ganh chiều cảm quá bất lành thêm nữa ác thứ nhì ấy ngôn chất chưa đỡ cho người làm lỗi xéo dày của tiền nhiều tự phụ rằng hay chủ ý thế nhiếc xài kẻ vui lắc leo chỉ có ba tắc lời quan ý khôn mặt sắc dân ngu nghèo ý lanh lao sượt lu bù ôi thấy thế lòng đau tở cắt khuyên ba tánh giữ gìn cho chặt đừng để cho quệ dắt đường công dùng từ ngôn nói tận đáy lòng dầu trên dưới cũng không mấy khác chúng vô phước đời này dốt nát người khôn ngoan chỉ giận mới là lời trang nghiêm êm ai thốt ra đừng bao biếm mới là nhân thiền tới ác khẩu thứ ba bài biện tiếng tục tằng thô lỗ hung hăng nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng chẳng kể đến luân thường thảo hiu hâm đánh giết những người hèn yếu hiếp xóm chòm cô bác chẳng kiên trong gia đình chửi rủa liên miên hết dương thế kêu sang thần thanh chẳng kiên nể Phật trời thương canh cõi lòng cùng mời thánh tối
ngày. Đời ám u tội trạng thảm thay, khuyên ba tánh bá già ráng bỏ. Gương tổ phụ còn rối lại đó, sao không theo nề nếp gia phong. Chư thánh thần đâu có mất lòng, mà kêu réo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là rộng rắc, những đàn bà khe khắc cháu con, kể từ nay phải giữ cho tròn. Không chừa dứt ắt mang tai ắt. Lửa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thoát ra đoạn chánh hiền từ. Tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả đeo đâm. Ác dòng ngữ thứ tư cũng câm, nói thêm thừa quyển hoặc đủ điều. Ghét người thờ kim chuyện dệt thiêu, thương diện lẻ thấp cao bào chưa. Đời bất công mày ai xem sửa, trên điều hoa giới chẳng phục tòng. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chi công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật, là luật kinh dạy rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn vướng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Người dương thể chẳng bóc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có buông chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài can. Người hiểu rằng mới càng thêm chán, chi bằng ta bỏ lôi chớ chiêu. Nói với ai cũng phải lửa điều, đừng tráo chát cho người khinh về. Ác tà dâm thứ năm càng tệ, chúa hồn mê chiếm đoạt thế thần. Làm đảo quyền tất cả quốc dân, tội bất chánh hoàng cung dâm loạn. Tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng,
Từ xưa nay trời đất đâu dung, dạo của nhiều dâm hiếp bằng cùng, hoàng lân thế dâm ô dân khó. Trai liệu linh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiếc nữ nhân. Gái lặng lờ tiếng quyến lời đàn, hoa có chủ đèo bồng tình mới. Cắt tiếng gọi nữ nam ơi, hỡi bỏ những điều điếm nhục tông môn, đừng làm gì học lấy điều khôn, lòng chung hiếu gìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nói chi, những mẹ hiền dẫu thảo rơi truyền, niệm Phật mà gây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thờ Phật đạo tình cơn ác mộng thoát mây đồ, thường phong quang minh ráng hiểu rành tiếng cây lời kinh. Ác thứ sao ấy là đạo tặc, lấy của người xăm ăn xăm mặt, chẳng kể công nước mắt mồ hôi. Pha lương dân giả luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ. Trướng pháp luật tập tành đủ thứ, nào đào tường khuyết giác khuân đồ, tội chấp chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Nơi đuốc huệ từ bi đã rọi vào thâm tâm, những kẻ gian phi hãy tu thân chừa thói vô nghì, của phi nghĩa làm chi sống chuyện. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thắng ngay, cứ bền chỉ có ngày thông thà. Ác thứ bại sát nhân gây già, tánh hùng hằng đâm chém chặt bầm, chất chứa điều hung dữ trong tâm, chờ đắc thế ra tài hạ sát. Viết đến đây động lòng rạo rạc, gầm nhiều người bội bạc thâm ân. Nào kể chi
là đạo quân thần. Tôi giết chúa con đành sát phụ. Lúc nguy cơ tự mong hại chỗ trò giết thầy, tội ấy đáng không? Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau xấu xa. Cũng hiếm lúc con còn giết mẹ dành của tiền, cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia yểm bách. Giết sanh vật đầy lòng kiêu kết, tưởng rằng mình như thế là ngoan. Khuyên bà già bà tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Bớt giết vật đặng mà cúng tế gầm thánh thần, đâu có tư riêng. Rồi ôm đau bởi tài căn tiền, hoặc hẹn kiếp làm điều bao ác. Phải ăn năn phước điền tạo lo thuốc thang, cần giấy Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xa. Đáng thần minh công bình trực, và đâu ăn lo đổi quả làm mai. Mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ báo ưng. Chẳng biết thân còn toan chứa đựng, quả bất lành chưa trả dây thêm. Cầu cho đời sống lặng gió êm, đặng ba tánh an nhàn tu niệm. Ác thứ tám là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân vinh, tham giường ruộng cò bay thằng kiên. Thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao đường gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu sâu tốt cũng là dồn chứa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa của thế trần, như mật dính dao. Trẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi
đâu có mang theo. Tham tiền tài thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát, lúc tần số nằm trơ một xác, gầm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dài, lại chẳng bước tiện đưa một bước. Thà nghèo thánh hơn giàu mà trước lo dung trồng cõi phước về sao. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỳ, tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, giật ở trần như bọt nước làng mây. Thân ta còn dài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Ác thử chính hằng sân luận, tiếp lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng. Nỗi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà toán giữ trước. Tánh sân nổ thường làm bão ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau, thù oán dây tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực, hơn tự đắc khoe khoang giống sức, phải bị người hèm khích ghét ganh, thua hổ ơi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dư hoang hoang tương bao. Trong cơn giận kể vì nhân đạo, tỷ như con cọp dữ trên rừng, gặp thật toàn câu xé từng bừng, phần từ manh mới là thỏa già. Việc được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu sần, và nhận nhìn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy cầu đạo, gây gỗ là trái thiết từ bi. Ác thử mười đoạn chót mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thường.
thầy. Màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận quỷ làm chân. Lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Việc lưỡi nghi đeo điều phiền phức, bệnh rảnh đời khổ cực tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc mê si phải nương thuyền giác, muôn việc làm chính trực khôn ngoan. Đừng bả đau tình bướng nghe càng, làm ngu muội đỏ thân uổng kiếp. Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành vị hoa thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Dẫu ai có cười ta khờ khắc, cũng đừng phiền sao lãng chân tâm. Mong tiếng kêu thâu đến tầm lâm, cùng thiện tính bá gia hưởng ứng. Muốn Phật giáo từ đây bền vững, đừng riêng lo lợi dưỡng một mình. Nếu xuất gia thì phải hy sinh, cả vật chất cả tinh thần lo đạo. Chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuỗi hột lòe người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười. Tội lỗi ấy luật nào dung thư, đâu còn ham chai to đám bự. Đặng thế gian dân cúng bạc tiền, dối rằng lo tu bổ chùa chiền, mà làm của xài riêng cho thỏa. Bao làm sao dân không xa ngã, nghe lời rù tông nọ phái kia. Cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo riêng chùa riêng Phật. Trong ba tánh sầu thành chất ngất, mãi nghi nan chẳng biết đàn nào. Lòng mến yêu chẳng nề công lao, mượn bút mực đôi lời trần thuyết. Tùy thiện tính hiểu ta giả thiệt, làm hay không
chẳng dám ép nài. Nguyện mười phương chư Phật đau lai, đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Đêm thanh hiền nguyệt giữa kề, nhìn xem thấy rỡ não nề tâm can. Tự ta nương chốn Phật đàn, dứt tâm trần cấu chẳng màng vinh quê. Trần hoàng thiện tính còn mê, thêm lời dục thúc gọi về đàn tu. Dốc lòng vạch ngút mây mù, đặng diều ba tánh đường tu chen vào. Lời thầy cán tỏ âm hao, để truyền hậu thế vàng thao lọc lừa. Tu cầu thân gió hòa mưa, an hòa nhân vật phước thừa trời ban. Tu cầu thoát chốn gian nan, cầu trong chữ quốc chữ ban giàu hòa. Tu cầu yên nước lợi nhà, cố quyền thất tổ Diêm La thoát hình. Tu cầu Phật quá tánh tình, lưỡi mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu dao. Tu cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả xiết bao thanh nhàn. Tu cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Tu cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Cõi trần đừng đắm ngựa xe, đeo tuồng mộng quyển lập lè sắc hương. Tu cầu trăm họ đồng thanh niệm Phật tai ương chẳng còn. Tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Tu cầu thoát khỏi xích xiềng, giữa kề chân Phật xa miền trần lao. Tu cầu chống hết binh đao, gặp đời bình trị xiết bao vui dày. Mắt nhìn chư Phật đông đầy, thanh vàng điển ngọc trò thầy đăng tiên. Ai mà muốn đặng
nghe lời khuyến thiện lòng liền phát tâm tu cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì, chi bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật thấm kính gì người trên. Hiếu trung lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo thác lên tiên đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lánh lời vua mỹ học rài kể kinh. Trao tâm luyện tánh cho mình, chuyện lo niệm Phật sửa mình cho chân. Lòng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không phím oán hờn cũng không. Đờn tay rồi lại đờn đông, trách trong ba tánh gặp xong quên nguồn. Phàm trần như chỉ rối cuồng, mà còn say đắm theo tuồng lặng lơ. Lời lành mắt lấp tai ngơ, đùa theo vật chất hận hờ đạn tiên. Hâu sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc chúng khiên hoàn tài. Nhắm mắt cùng nắm hai tay, đâu đem tiền của đêm dài hầu non. Chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên dài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thế. Chừng ấy chánh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan. Ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dài khôn luân hồi. Thấy đời khó nổi yên ngồi, thêm lời thầy nhắc một hồi thấp cao. Nữ nam muốn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ
hành ý thầy khuyên. Hành đức ân cần ráng tập chuyên. Thất tổ cửa huyền nơi chính xuôi, mỉa mai xa lành sao đường duyên. Vô thường thầm thâm dị ý truyền, danh ngôn chép đề rạch đàn tiên. Cứu gia tịnh độ tâm duyên màng, sĩ xuất văn từ dốc dài khuyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.